nào muốn mua vàng ngọc hãy truy cập ngay bánvangngoc.vn. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình nha. Thì ngày hôm qua T-Mobi đã tổ chức một buổi offline ở Hà Nội anh em ơi. Với trong đấy thì tất nhiên là có game Ngọc Rồng rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip về những update sắp tới của game Ngọc Rồng trong thời gian tới nha anh em. Vì nói chung là ngày hôm qua offline thì mình cũng định đi rồi, từ đầu mình định đi rồi đấy. Có thằng bạn nó hẹn mình đi cùng ý, nhưng mà về sau tự nhiên nó lại bảo nó không đi nữa, là mình cũng không đi nữa luôn anh em ạ. Khá là buồn anh em ơi. Thế nên là, nhưng mà ở nhà ấy thì mình cũng xem livestream của Pet T-Mobi thì nó cũng quay một số hình ảnh ở offline, thế nên là mình cũng hiểu được một số phần, đó chính là một số update của game trong thời gian sắp tới. Thế nên là hôm nay mình sẽ làm một cái clip về một số update của game trong thời gian sắp tới nha anh em. Thì ok. À mà trong lúc đi offline thì anh em có được cái code đúng không? Thì cái code đấy thì nó sẽ ra cái cải trang mình đang mặc đây. Đó chính là cải trang Bill Bí Ngô với hạn sử dụng 90 ngày. Thì theo như mình thấy thì cái code năm nay là cái code phế nhất rồi. Thì 2 năm trước là có 1 năm là được một bộ 1 sao. Và năm trước hình như là được bộ 2 sao cơ anh em ơi. Bộ Ngọc Rồng ý. Đấy thì mình nghĩ là cái bộ đấy ngon hơn. Ok, thì trước khi đi review một số update của Ngọc Rồng ý, thì mình thấy quá là nhiều sự kiện hay luôn. Thế nên là mình hôm nay quyết định, đó chính là đầu tư cho em MT Grab này. Đó chính là một cái giáp luyện tập cấp 3 để mình bắt đầu đi tích phút dần đi. Vì sắp tới cũng có sự kiện như là 20 tháng 11, nhớ đâu nó ra nhiều cái mới. Thế nên là mình sẽ, ui xôi, phải kích bớt một số thanh niên ở trong PT ra đã. Và mình sẽ mua cái giáp luyện tập cấp 3 và mình sẽ tích phút trước nha anh em, để nâng tầm sức đánh cho em MT Grab này anh em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ loại một số thanh niên này ra. Đó, thì cái PT này lâu lắm rồi cũng chả có ai hoạt động. Thì anh em nào có Grab ý, có chữ Grab ở đằng sau thì hãy xin vào PT mình nhá. Đó, nói chung là rất là nhiều anh em ao mất rồi anh em ơi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mua một cái giáp luyện tập cấp 3 cho MT Grab nha anh em. Rồi, thì với giá là 1 tỷ vàng thì mình đã chuẩn bị đầy đủ các thứ 1 tỷ vàng rồi. Rồi thì nói chung là mình đã mua thành công được cái giáp luyện tập cấp 3. Thì bây giờ mình chỉ việc đó chính là mặc vào thôi. Đấy, mình sẽ cố gắng. Thì cái giáp này nó có tác dụng đó chính là tăng 30% sức đánh nha anh em. Đấy, có mới nới cũ thì bán luôn cái giáp luyện tập cấp 1 đi. À mà dạo này clip mình nó có vẻ là hơi ít like, thì mình cũng mong anh em bỏ ra vài giây đếm vào nút like để ủng hộ kênh của mình nha. Đó, rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp lên để xem nó có lên 1 sao luôn không, nhân phẩm tốt hay không. Úi sổ ôi, tốt quá luôn anh em ơi. Rồi thì chúng ta cùng đến với cái đập tiếp theo. Ui không lên rồi. Đó, thì nói chung là rồi, thì mình đã mua được cái giáp luyện tập cấp 3 các thứ rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành, đó chính là review về một số update của game trong thời gian sắp tới cho anh em xem luôn nhá. Ok anh em ơi, thì cái update đầu tiên đó chính là mở rộng kỹ năng của đệ tử. Thì đây, đó chính là mở slot thứ tư cho đệ tử với hai chiêu, đó chính là khiên năng lượng và huýt sáo nha anh em. Thì để học được kỹ năng thứ tư thì sẽ phải cần đủ điểm sức mạnh. Thì theo như lời Admin nói thì nó rơi vào tầm 15 chỉnh sức mạnh là đủ điểm sức mạnh để mở kỹ năng thứ tư nha anh em. Rồi thì vừa nãy mình cũng đi Photoshop một tí, thì đây có lẽ là có hai chiêu, đó chính là đây, chiêu thứ nhất là chiêu huýt sáo nha anh em. Thì mình nghĩ là với chiêu huýt sáo này thì nó sẽ phù hợp cho một số anh em dùng set giáp hoặc là set HP như mình đây. Đó chính là MT chim to của mình nha anh em. Thì chỉ cần tách hợp thể ra cho con đệ huýt sáo một cái rồi hợp thể vào, thì nói chung là con đệ cũng được huýt sáo mà mình cũng được huýt sáo luôn. Đó chính là hình như là cấp 7 là x2 HP hay sao ấy. Thì theo như mình nhớ nó là như thế đấy anh em ơi. Ok anh em ơi, thì chiêu tiếp theo đó chính là chiêu khiên năng lượng nhá. Thì đối với chiêu này thì mình nghĩ là cho con đệ đó chính là tách hợp thể ra và cho con đệ đi cân cả bản đồ, đi cân quái các thứ, thì các người khác đánh nó là -1 thôi. Thì cũng như sư phụ dùng khiên ý. Đó, thì đối với những anh em nào mà có cái chiêu khiên năng lượng này mà kết hợp với chiêu cấp 3 mà là chiêu Thái Dương Hạ San ý, thì dùng để đi Ngọc Rồng Sao Đen hoặc là đi cướp Ngọc Rồng Namek thì nói chung là nó cũng khá là ngon đấy anh em ạ. Đấy, đệ tử vừa choáng này, lại còn nó vừa có cái bất tử đó chính là khiên năng lượng nữa, thì phải gọi là tuyệt vời luôn anh em ơi.
Ok anh em ơi, thì cái update tiếp theo của game đó chính là cái sổ thám hiểm nhá. Thì đối với sổ thám hiểm là nơi chứa tất cả các thẻ thám hiểm của người chơi tìm được. Thẻ thám hiểm sẽ được khi đánh quái hoặc boss chết. Thì cái thẻ này nó được đánh giá theo từ thấp đến cao. Từ đầu là trắng này, tiếp theo là xanh dương, thì anh em có thể nhìn ảnh bên cạnh ấy. Trắng là sẽ là Drabula này, xanh dương sẽ là cái con Pilaf này. Tiếp theo là xanh dương vàng, vàng sẽ là cái con ở trong con đường rắn độc. Tím đỏ, tím sẽ là cái con Apule, và đỏ sẽ là cái con sói Hè Queen nha anh em. Thì đỏ cái con sói Hè Queen thì sẽ là cái con ngon nhất nha anh em. Thì dùng 3 thẻ thì chúng ta sẽ được một cái thẻ mới cấp cao hơn. Đó, thì mỗi loại thì có thể hỗ trợ các điểm khác nhau, như là tăng tấn công này, phòng thủ này, điểm kinh nghiệm khi đánh quái này, tăng vàng và tăng chí mạng. Thì mình nghĩ là đỏ sẽ là chí mạng này, vàng sẽ là cái tím, tiếp theo là tăng điểm kinh nghiệm sẽ là cái cam này, và cái xanh dương với cái kia sẽ là tăng tấn công và tăng phòng thủ. Thì mình nghĩ nó là như thế đấy, tại vì chí mạng của game là khá là khó kiếm anh em ạ, vì khi ước ngọc rồng một sao ấy thì nó mới được cái chí mạng anh em ơi. Đó, thì cái update tiếp theo này cũng khá là thú vị này. Mình đang hóng xem cái này nó ra để xem thử chơi xem nó như thế nào anh em ơi. Và cái tiếp theo này thì mới là cái đáng cho anh em quan tâm đây này. Đó chính là cái chức năng bang hội này. Thì theo như mình nghĩ AD ra cái chức năng bang hội này để cho anh em như kiểu là quay về cái thời xưa của game luôn. Đó chính là từ lúc mới ra ấy, thì cái bang hội này rất là vui luôn. Thì ngày hôm nay AD đã chính thức là cho ra cái chức năng bang hội này mới. Cách đó chính là mở rộng số lượng thành viên trong bang, cũng như là mở rộng thành viên trong khu anh em. Từ 10 lên 12 thì mình nghĩ là trong bang thì chắc từ 10 lên tầm 20 gì đấy là hết cỡ anh em ơi. Và tiếp theo đó chính là cái điểm cống hiến, là hình như là theo như mình nghĩ là cái điểm thành tích của bang ấy, thì lâu nay anh em bảo là không dùng để làm gì, thì nay có thể để mua cái vật phẩm đặc biệt ở trong bang anh em ơi. Và cái tiếp theo đó chính là xây dựng khu vực riêng cho bang. Thì mình nghĩ là cái này là một cái khu map để cho chỉ có những bang anh em vào được thôi, để như kiểu đi đánh boss này, nhân 2 kinh nghiệm này, úp quái các thứ này, nhân 2 vàng này đấy, để anh em chơi cùng nhau cũng như là doanh trại đấy. Thì chắc là cái này nó sẽ giúp cho game vui hơn đấy, để anh em có thể chơi với bạn bè được nhiều hơn đấy. Đó, thì theo như mình nghĩ là cái chức năng bang hội này khá là cần thiết cho game hiện nay anh em ơi. Và cái cuối cùng AD cập nhật đến không thể thiếu, đó chính là Server 8 thì sắp ra mắt rồi anh em ơi. Thì bài đăng này từ lúc 23 tháng 9, thì hôm qua offline là mùng 3 tháng 11. Thì AD cũng có nói là cái Server 8 thì sẽ xuất hiện trong thời gian sắp tới. Thì một vài anh em thì cũng nói là ngày 15 tháng 11 này thì nó sẽ ra server mới, cũng như là 2 năm trước nó ra server 7 vào đúng cái sự kiện là 20 tháng 11, là như kiểu đi tặng hoa để úp sức mạnh ấy, cực kỳ nhanh luôn anh em ơi. Thì đây là một đoạn video ở trên livestream AD nói nha anh em. Ngoài ra trong thời gian tới này sẽ có các map mới, boss tới, và đặc biệt là thời gian dành cho đệ tử. Trong tương lai tới khoảng chừng thời gian này sẽ có server mới là F8, trong server máy chủ Storm sau. Ok anh em ơi, thì nói chung là trên clip thì mình đã nói cho anh em một số những cái update trong thời gian sắp tới của game Ngọc Rồng. Thì anh em thấy cái update này nó có ok không? Thì hãy comment ý kiến của anh em ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Thì chắc clip mình đã kết thúc. Tạm biệt anh em và hẹn anh em ở clip lần sau nhé.